Cuộc sống trên Europa, mặt trăng của sao Mộc có thể có các thành phần phù hợp. Các nhà khoa học cho biết những điểm tương đồng giữa Greenland và Europa cho thấy mặt trăng của sao Mộc có thể duy trì sự sống. Giáo sư địa vật lý Dustin Schroeder của Đại học Stanford cho biết bề mặt của Europa, cách đó khoảng 390 triệu dặm, cho thấy các đặc điểm nổi bật của sườn núi kép đối xứng ở cả hai bên, với một rãnh ở giữa. Nhóm nghiên cứu của ông nghiên cứu cả các tảng băng trên Europa và trái đất bằng cách sử dụng radar đã phát hiện ra các đặc điểm tương tự trên bề mặt Greenland. Ở Greenland, các dạng núi được hình thành do các túi nước đông lại, ông nói. Schroeder nói, nếu quá trình tương tự bao gồm sự hình thành các dạng núi kép trên Europa, thì sẽ có những túi nước bên dưới những dạng núi này trên khắp Europa. Schroeder nói, gợi ý rằng nước có thể dồi dào hơn nhiều ở giữa thềm băng hơn chúng tôi sẽ nghĩ. Bên dưới lớp vỏ băng của Europa là một đại dương toàn cầu và bằng chứng cho thấy nó có nhiều nước lỏng hơn trái đất. Nhưng đại dương bị ngăn cách với bề mặt bởi lớp vỏ băng dày. Nếu kết hợp với nước, hóa chất từ không gian và các mặt trăng gần đó như Io có thể khiến Europa có thể sinh sống được. Schroeder nói rằng những hóa chất này tiếp cận với bề mặt của lớp vỏ băng, ngăn không cho các hóa chất tiếp cận với nước lỏng bên dưới. Schroeder nói, việc hình thành những gờ này mang nước đến gần bề mặt hơn và điều đó làm tăng khả năng bạn sẽ có cơ hội trao đổi để đưa những hóa chất đó vào nước, Schroeder nói. Đó là tin đáng hy vọng vì đó sẽ là một nguồn nước tiềm năng có thể sinh sống được. Đối với Schroeder, khám phá này cũng là một lời nhắc nhở về niềm vui và giá trị của việc tư vấn cho các nhóm nghiên cứu. Một trong những nhà nghiên cứu postdoc, nghiên cứu Europa của anh ấy đã nói chuyện và cho thấy các phần của mặt trăng mà các nhà khoa học không thể giải thích được. Cùng ngày, một tiến sĩ, sinh viên nghiên cứu tác động của các sự kiện nóng lên trên bề mặt Greenland đang xem dữ liệu radar và nhìn thấy các dạng núi kép trên đảo. Sau khi phát hiện ra sự giống nhau giữa Europa và Greenland, nhóm nghiên cứu đã dành hàng tháng trời để cố gắng tìm hiểu cách các dạng núi hình thành ở Greenland để giúp giải thích những gì đang xảy ra trên Europa. Công việc của Schroeder sẽ tiếp tục với một nhiệm vụ mới. Anh ấy là thành viên nhóm khoa học của Europa Clipper mà NASA dự định phóng vào năm 2024. Động lực đằng sau sứ mệnh là để hiểu liệu Europa có thể duy trì sự sống hay không. Nhiệm vụ Europa Clipper bao gồm radar xuyên băng cùng một loại thiết bị được sử dụng để nghiên cứu các đặc điểm ở Greenland. Ông nói, nếu các khối nước tương tự tồn tại trong lớp vỏ băng ở Europa, chúng tôi sẽ mang theo loại công cụ mà chúng tôi muốn để có thể nhìn thấy chúng, giống như cách chúng tôi đã nhìn thấy chúng ở đây trên trái đất. Và đó là điều thú vị nhất đối với tôi.